Rồi muối nha. Trời đất ơi. Chết mẹ, chết mẹ. Chết coi. Cái đậu xanh đó chứ, nghe một đêm con trình đi bắt giang quá làm đau lắm rồi. Ăn uống gì nữa. Giật mẹ đi. Đây đây, con dê đây, con dê đây. Ghê, ai, ai bắt? Chế bắt đây kìa. Mày, mày, mày đang làm gì thấy? Ôi giời. Ôi trời, chết mẹ. Gì vậy? Nó đang lột. Trời, Thủy đang lột đúng rồi. Ủa sao có điện thoại này vậy bác ta? Thì hỏi con á, tại vì cái quần con bỏ vô nãy nó tuột ghế bên ngoài à. Trời ơi trời của con. Hai cả nhà nha, thì hôm nay Thương cùng gia đình bác Tám sẽ đi bắt ve nha. Mẹ mày. Ve rồi về nướng. Không, cái này nấu nướng này là xào. Bắt ve về nướng muối ớt hả? À. Không, không nấu cháo chị. Bồng ra nấu cháo. Ừ, bồng ra nấu cháo. Hôm nay có thêm anh hai nữa nha. Anh hai của Chế. Lần đầu tiên xuất hiện trên kênh. Dạ, trời ơi, không phải ai muốn xuất hiện trên kênh em là xuất hiện đâu. Ừ, phải vinh dự lắm mới được xuất hiện đó nha. Ủa sao tự nhiên nãy giờ đi, tính ra từ lúc đi đến giờ là cũng nửa tiếng cả nhà, mà không thấy con dê nào. Giờ mới phát hiện một con dê mới bấm máy quay đó. Cái gì vậy bà Phương ế? Hiểu sao bà ế vậy đó. Rồi gặp ai tử tế chưa? Cũng thế thôi. Ôi mà mấy người tử tế mà thấy Chế xong rồi nó chạy luôn. Lột rồi. Lột rồi. Thấy bả ế là đúng rồi, đúng thiệt là ế luôn á. Nè mấy cái này là nó lột vỏ chơi nha cả nhà. Hả? Sao không có ta, hôm nay kỳ trời. À, không có Chế nữa. Không, nó thấy bà Phương ế nó sợ quá. Mắc mới gì đó chị sợ trời ơi. Chế phải thường xuyên lên YouTube đi. Dạ. Hả, cái gì? Con thấy là nãy giờ đi bên trái, giờ đi bên phải, xong giờ bác trai kêu đi đằng trước. Phải là Dương Đông mà kích tay mới bắt được, hiểu không? Ờ, à, đúng rồi. Dương Đông kích tay. Cái clip này là không có con dê nào, cái xong là cũng tới con chuyện nè. Sao rồi nội cha nó, sao mà ai lột con dê xong bỏ đây trời. Con dê nó tự lột chứ ai lột vỏ nó mà quăng nó. Trời đất ơi, con thấy cái vỏ, không thấy con dê nào hết vậy. Bà chị phải kêu bà Phương ế bà lên YouTube nhiều cả nhà. Để ai ai mà chịu được cái tính bả hốt bả giùm cái. Mà thường mà ai mà hốt bả chắc cũng mắc lé lắm. Sao nói vậy ơi. Trời ơi, nãy giờ tôi thiệt ra đi hết một khu vườn luôn á mọi người ơi. Rồi, mới được rồi. Con nè, bắt nha. Rồi, rồi bắt okay. Đi. Một con, hai con, rồi ba con. Ủa gì vậy? Ủa đâu? Đó, đó. Trời ơi, hai ba con dê với cái điện thoại. Tới con chuyện thiệt. Kiểu này chết rồi. Một tí nữa bắt không được 10 con là cái clip này dục luôn nha mọi người. Không được gì về bắt dê, dê chó. Bắt dê chó hả? Nó nhiều lắm. Bắt dê chó cho nó bảo đảm. Con này con gì? Con nào? Đây, chiếu. Trời ơi má chết ơi, con này con cuốn chiếu trời đất ơi. Làm tưởng con dê nữa. Bởi vì nó đây, đây, đây. Thấy chưa? Mày dữ vậy sao? Rồi con số con dê này gặp mà gặp bà Phương ấy thấy nó cũng xui lắm rồi đó. Tấm thân em chỉ đỏ đầy rồi đây. Đó, mà con dê này. Dạ. Trời ơi, cứ thiệt với bạn nha. Tới công chuyện rồi. Bây giờ là mỗi góc nó một con dê. Mà nó khoảng cách nó xa nhau lắm, tôi phải chạy tới chạy lui nè, tôi phải tắt tới tắt lui. Đúng rồi. 500 hải lý. Rồi, con bắt đi. Mày vậy mày. Sao đây ít ve của ta? Ve nha mọi người. Chế Phương ơi. Đây nè. Thôi bà bắt đi. Mày hả con? Mày hả con? Tao đánh tha cho mày mà con thương xúc xích nó không tha nha. Trời ơi sao ve nó hiếm dữ vậy? Ý cho mày nó nhột quá hả? Ý nó chừng nó cào nhột quá hả Hương ơi? Ờ nhột mà. Ông Tám thôi. Mà Thương ơi, cái đậu mấy cái đậu bắp cũng có mà Thương ơi. Đúng rồi, mà phải dở mà. Trời ơi, sao bắt con chạy qua vậy? Rồi bác Tám bắt đi, bác Tám.
vậy chứ. Ê, nó nằm trong đầu bắp nhiều hơn ấy. Đúng rồi. Trời đất ơi. Không phải. Bắp đen cái gì? Ê, điều nè. Đâu? Nói trái điều không đó. Sứ thì có. Ý là không nói trái điều chứ không phải không nói con ve đâu. Thì nó nay tưởng nằm trong cây điều. Trời, cái điều đã ha. Ô, ông anh hai đâu bắt lại được con nào chứ vậy? Không có bắt được mấy con nữa. Chắc là ông đi theo ai luôn rồi đó. Trời, theo ai ba? Tối gì nhà nói gì á, hơi ớn ớn nghe bà nội. Chị ơi. Ve nè. Ve chó hả? Con ve này là con ve sầu. Kiếp ve sầu. Tên sầu quen quen ta. Mày sầu tên ai vậy ơi chị hai chế? Sầu hả? À. Trời ơi con ve sầu nè mọi người. Con ve nhậu sầu quyển cười. Trời ơi con ve sầu nè bác Tám ơi. Tại sao lại kêu con ve sầu vậy hả thương? Em không biết nữa. Sầu chị đúng rồi. Chắc nó ế lâu năm quá nó sầu. Sao mày không làm con gì đi mày làm con ve sầu chi vậy? Ý đây nè, ý nè. Ôi trời ơi. Trời ơi, bắt Tám ơi. Bây giờ nha, người nào bắt được nhiêu con là nhớ là được ăn bao nhiêu nha. Này chị bắt được hơn chục con rồi. Đúng rồi. Bé Ca nó vừa bắt được con đó. À ơi. Dạ. Anh hai bắt luôn đi. Em chạy nãy giờ dướng dây chắc cắm đầu luôn á. Dạ không, anh hai bắt luôn đi. Ơi chế ơi con ve này chế. Đây con ve đây. Trời ơi con ve này nó gặp em chế là tới số nó rồi. Trời ơi làm sao đây, hai tay hai con. Cái này là bắt ve ba tay không phải bắt cá ở đây hả? Đây nè, đây nè. Mọi người hãy nhìn cho kỹ nhá. Đây trên tay một con và đây một con. Đây. Rồi anh hai đang bắt ve hai tay. Sau một hồi đi sạc hắn. Cuối cùng cũng bắt được hai con nha mọi người. Quá trời mệt mỏi. Nãy giờ tôi bắt cả đống không bắt được hai con. Trời ơi đi nãy giờ muốn chết luôn được cái hai con à. Vô dụng. Chung vô nhiệm mà. Trời mít nhà bác Tám nè, đã chưa? Quá trời mít luôn nè. Bác Tám đâu nè? Có không? Đủ nhậu chưa bác Tám? Cái này là phải mua 1 ký bột về để chiên với mượn ve chứ ăn không đủ. Bởi mấy ăn tôm nữa. Thôi mẹ bắt mẹ ve chó đưa vô đi. Thôi nghe ớn không muốn ăn nữa mà nổ. Đâu? Trời đất ơi. Đi trời ơi đi nghe. Trời ơi. Quan gia ngõ hẹp. Trời đất. Con ve này số nó cũng tận lắm rồi đó. Đâu con nào? Có không? Rồi bắt xong rồi mới la. Người ta quay kênh bắt ổng bắt xong ổng la. Tới câu chuyện thì ở trên đây có anh chị nào mà ở Việt Nam á thì hả rảnh rảnh xuống nhà thương thương nhận nó bắt ve nha, đang tới mùa ve cả nhà. Trời ơi ve quá trời luôn. Anh chị nào mà chưa được trải nghiệm đi bắt ve đi nè, con thấy con ve lụm nó. Quyền ơi đang lột. Đúng rồi, nó đang lột nữa nè. Không thì em cầm đi, nó đang lột nữa, nó chưa lột qua hết nữa. Không mà thường là cái con ve màu nâu á nha, con ve mà mới trèo lên cây mà chưa kịp lột á là con ve nó ăn béo. Béo lắm. Ê Quyền ơi con ve nè Quyền. Con ve nè con. Nè. Lượm nó liền. Thấy chưa nó lột mà cắm đầu vậy đó. Nó không chống mặt hả trời. Trời ơi thiệt luôn, gặp mà bà Tám tôi với má tôi mà chống đầu cái này hả là lên tăng xong luôn á. Tai biến luôn. Con bỏ mà lột nó không, nó không nằm lột đi bác Tám, tự nhiên nó chổng cái đầu nó xuống dưới. Chổng cái đầu xuống cái sao, chổng đầu xuống không? Chổng cái đầu, đầu nặng cái đít rồi nó nhanh ra hơn đúng không? À vậy hả? Cái con cũng lụm được thêm một con nữa. Trời ơi, mừng quá. Đây nè, con ve này mập nhá mọi người. Ủa anh hai có vừa ăn con ve này chưa? Hả? Anh ăn ve này chưa? Chưa có thử. Chưa thử. Vậy tí thử đi ngon lắm. Ăn kiểu gì?
là cái này hả, chỉ về ha, lau lau lấy khăn ướt lau lau khô khô cái xong rồi bỏ vô miệng ăn. Trời ơi trời. Ngon lắm, béo lắm, anh thử. Anh biết béo rồi nhưng mà ăn kiểu này là đau bụng á nghe. Không không đau bụng. Anh bây, bây giờ anh bây giờ anh hai thử bỏ vô miệng ăn đi. Thôi khỏi luôn đi. Ngon lắm. Béo lắm á. Trời ơi không tin đi, không không thôi anh lấy cái này, anh lấy con dê anh tắm sữa bò á, em nói thiệt bao béo luôn. Đâu em làm thử chút xem giờ làm thôi. Thôi anh ăn đó. Anh ăn em nhường anh, ăn kính lão đất thọ mà. Thôi khỏi luôn đi, anh nhường cho em. Thôi thôi anh ăn. Làm ăn khó đấy, thầy đâu chuyện đùa. Thôi em ăn riết em ngán rồi. Trời ơi là trời, cái này có bị gì á. Thôi bỏ luôn đi ha. Gặp cậu bảy em toàn chấm sữa bò ăn không đó trời. Béo lắm. Một năm có mùa thôi đó. Rồi ơi, rồi ông tám chốt bà tám chui vô lùm. Dạ, đít nó nhọn nhọn nữa rồi. Con nói tới công chuyện rồi, bác tám chui vô lùm mà còn nói đít nhọn nhọn nữa. Ê, Hà Thương đi nè. Trời, trời lắc ơi. Ai đi ngang không thấy? Vậy là bà chế bà sát với em nha cả nhà. Trời ơi. Mà không ai thấy luôn. Quá đã, bỏ miệng ăn đi chế, béo quá. Đây, đây nữa nè, đây nữa nè. Trời ơi, ông chính ra chui lùm nhiều hơn nha. Ừ. Ông tám là chuyên gia chui lùm. Ông tám chuyên gia chui lùm luôn á. Dạ, ấy dạ. Ấy vô. Rồi, bỏ chảo đi chế. Bỏ vô. Né cái đầu tôi nha. Con dê mà hàm to rồi đó, quỷ thần ơi, không bà nội cha bên này không bẻ chảo rồi. Trời ơi, mà dám chi cái chảo bự dữ vậy? À, ký dê mà nói gì vậy? À, vậy hả? Vậy là chắc ký dê thì chắc. Đủ không? Đủ về bắt con chó, bắt con dê. Bắt em về chó. Bắt về chó bò xuống rồi. Ủa, dê đâu? Ừ hả? Dê trong nhà chưa sắp chào. Trời ơi. Rồi, vậy cái khúc này là hỏi là con dê nó gửi chưa? Chưa luôn. Ủa bình thường là mình phải ngâm nước muối mình rửa mà. Không, để ngoài tôi mới chấm sữa ngon lắm á. Ông mẹ chiên mẹ với dưa hấu đi. Không, chấm sữa là tại vì em ăn riết em quen. Sao? Rồi. Chiên mẹ với dưa hấu được không? À, bỏ vô luôn. Mau lên nổ chảo. Anh hai xách ra. Tôi nổ cái chảo. Đúng không, cũng báo nữa. Trời vậy con đứng ngồi đó nữa. Hết bảy báo rồi, tới anh hai báo rồi. Nổ cái chảo bung cái là khỏi cả dê bụng với chân. Ui là trời. Một khét chảo. Bây giờ mình ngồi khui dưa hấu ăn mẹ đi nè. Đúng rồi, bây giờ chế không cần dao chế vẫn khui được coi. Làm sao? Ủa mà thiệt luôn hả bà nội? Bà làm thiệt luôn hả? Ủa? Ủa? Ủa alo? Ừ. Gì vậy? Ừ, như tôi. Ôi má ơi. Ủa ai mua chế dưa hấu vậy? Chiều tôi thấy cái bán ghẹo quá tao mua. Ủa là trời, cái dưa đuối nè anh hai. Không biết đâu. Ông nội ơi nè, tí giờ ông cho anh mình hay sao trời. Trời ơi bà, mà tôi không ngờ bà lại dám đập cái trái dưa hấu xuống đất luôn á. Chiều tôi thấy bán ghẹo quá tao mua. Kìa bác được, trai là ăn dưa hấu đi bác trai. Không rồi, không rồi, sao rồi. Bác trai ăn dưa hấu đi. Vô bánh nè. Vậy là bị thuốc nữa rồi. Thế không chị? Ủa, giàu đi. Cũng rồi bỏ dầu vô đi chế. Bỏ chai dầu vô. Có nhiều bỏ nhiều bỏ đi. Đâu phải dầu nhà con đâu mà. Rồi ít thôi, được rồi. Ừ. Bỏ nhiều tí chứ. Thôi được rồi, chiên giòn hả trời. Tráng chảo mới được, không có đốc khét à. Rồi bớt lửa ra, bớt lửa ra. Tính ra cái ghe rửa chưa? Ủa sao có trái đều cho nó. 1, 2, 3. Cái gì em bắt ta. Trời ơi, cái gì mà trái đều đó trời. Mấy cái hộp điều ra. Trời ơi. Cái xì á, cái xì dầu á. Cái này à... dê là dê, dê xanh chanh nè. Dê xanh chanh. Trời ơi. Trời ơi, bốc lửa luôn. Cái này là nấu hổ luôn á. Trời, có mấy con dê mà chê một ảnh dầu luôn trời. Muối đâu ba? Cái hũ. Muối, muối, muối trên kia. Còn chiếc muối vô. Rồi, muối nè. Chết mẹ. Chết con. Cái đậu xanh đó chứ, nghe một đêm con tình đi bắt về con làm ăn gì đó. Hả, giật đi. Gì nữa? Giật mẹ đi. Con tình
tên lỗi thì mà đây bắt được con dê mới làm cái bụp xuống ăn uống gì nữa trời. Đề nghị bà lựa muối với dê ra ra. Giờ thay vì mày ăn muối không, giờ mày lựa con dê đam ăn thôi. Cái này không phải là dê chiên giòn nữa mà dê chiên muối. Dê đam muối. Không, cái này là muối, muối là món ăn chính, còn dê là món ăn phụ. Muối răng me, à muối răng dê. Ừ. Trời đất ơi, má là tôi nói nha, lần đầu tiên tôi thấy ăn cho mặn chát luôn. Lại thì khu luôn rồi đó. Có một đời người mới thấy lần nào mà lần đầu tiên á. Con hiểu thì sao giờ con gái bác tám ế rồi đó. Hiểu rồi đó. Thầy bảy ở đây nó ế chắc rồi. Có thầy bảy ở đây là nãy giờ là bà cũng vùi dập lắm rồi đó bà. Rồi cái này ăn kiểu gì? Thấy gì mà lỡ muối ra mình ăn con dê thôi. Con thấy này con ăn không nổi rồi đó. Thấy dội tới nơi rồi đó. Thấy dội tới rồi. Dê chấm sữa còn ngon hơn đó. Tối nay về mà. Thôi rửa đi. Mình cho mình rửa đây. Tôi thấy tối nay về là chắc ăn là uống nghe một can 50 lít nước rồi đó. Ủa cái con dê lột da mà cũng bỏ vô đây chi vậy? Ồ, tôi thấy cái mẹ dê này. Trời ơi, cái da đó. Cái gì mà muối lại có cái da vỏ dê nó lột ở trong này nó thấy cái này không xong rồi đó. Cái dê mà dê chưa rửa. Dê chưa không biết có rửa hay không, nó chắc chưa rửa luôn á. Nó ăn kiểu gì? Lại luôn á trời ơi, miếng cho. Mọi người xem này. Rồi nó chín rồi đó bà. Bỏ. Rồi chín rồi đó anh hai. Dê ăn chín trong cuộc đời tôi. Anh hai ập lên cái chảo chứ. Dành hết nửa nồi ba nửa gì? Nửa cuộc đời người hả? Nửa bằng chân hả? Rồi anh hai sao anh cầm cây anh không có gì thì giờ cái chảo đi tới nơi anh vừa ngay cái đống lửa vậy. Thì giờ nó cháy rồi. Cháy dưa hấu thì cháy dưa hấu. Mua cái dỗ thì ăn không được mà không biết cái mẹ da này kiểu gì đó đây. Tới không chuyện. Tới công chuyện rồi. Ít mẹ hủ muối rồi. Rồi giờ bỏ đâu đây? 8 chưa chết. Rồi mình ngồi đi góc này mình ăn cũng được nè, ngồi ở đây nè. Ngồi xuống. Mẹ rồi. Ăn lại đi. Rồi ăn đi. Ăn cầm không cả chảo luôn. Giờ ăn kiểu gì? Ăn kiểu gì bác Tám? Ai là tác phẩm này đồng thử con coi. Để cái kẹp này coi là. Sao? Sao? Muối lụi. Sao ông Tám? Vừa ngọt, vừa béo. Rồi mặn quá mặn rồi. Không gì. Ngon. Dê giang muối bây giờ rồi. Đừng có nói ai biết nha. Giang ngon thiệt. Cái này đừng có nói ai biết nha. Thôi. Ngon thiệt. Thật tế đi con. Ngon thiệt. Chế ăn thử đi chế. Cái này chắc có mình em làm được thôi. Ngon lắm. Ăn thử đi. Ăn thử đi. Nó bị tròn quá. Tròn gì mà ăn thử ta ăn được cái này ta không được. Ngon hơn đậu phộng nó thiệt. Đang bị lỡ miệng nó ăn vô chắc chết quá. Ăn đi. Ngon lắm. Thôi xích ăn đi. Thôi chế ăn đi. Cái kỳ thấy muối không? Mấy này em nhường được. Sao? Cái này sao muối không vậy? Muối gì? Ngon nghe, ngon nghe, ngon nghe. Ai là tập này? Tám dùng đó hả? Giữ vậy sao? Thử bùa chơi. Mặt chát à? Béo thiệt. Đẹp. Không, nó thối cái mùi gì vậy rồi? Thối cái mùi dán á. Không. Mùi dán, con dê đâu mùi dán. Béo thiệt á. Nói thiệt cho mọi người chứ nếu này nãy là con Phương ế mà nó không làm cái kiểu này á. À, hứa mọi người luôn con dê này chiên hơi bị ngon. Đúng rồi. Mẹ đang muối mà. Nhưng mà nó bỏ muối nhiều quá mọi người xem nè. Cái này nó bỏ tất cả bịch muối vô đây là ăn uống gì nữa. Nè mọi người coi nè. Cái này miếng. Mình khuyến khích mọi người nha, đừng có nên bỏ muối nhiều lỡ miệng ăn cái này là sẽ xong luôn. Bảo đang lỡ miệng luôn nè. Nói cho mọi người chiên dê rất là ngon nha. Thơm lắm. Thơm nhưng mà có cái là nó hơi mặn tí. Hơi mặn xíu. Quá mặn luôn, phải hơi mặn. Cú sốc đầu đời. Cú sốc đầu đời của tôi mới thấy cái kiểu này luôn. Đứa này ba bỏ được rồi để nó bỏ chi trời. Nó bởi vậy Phương ế hiểu sao ế tới giờ là đúng rồi đó. Bây giờ anh đã hiểu rồi đó. Anh biết lý do gì luôn rồi đó. Đã đạo điện tăng tạo điểm nhấn vậy. Điểm nhấn cái gì quá dụng về luôn. Ừ. Điện nè, đang quay YouTube cho chị để chị có chồng mà chị làm điểm nhấn kiểu này người ta chạy mất dép luôn. Người ta thấy điểm nhấn người ta hư sao? Hên xui rồi nha. Rồi thôi giờ mình đi bắt cái mẹ khác mình ăn đi chứ mẹ là sao ăn được. Thôi nghỉ luôn đi, dẹp luôn đi chứ bắt gì nó về làm cái nữa. Ăn cái dưa hấu đợi nè. Tới sáng luôn á. Dưa hấu đuối. Trời ơi đúng rồi bà Phương ơi. Này mới hay à. Dưa hấu thì mua về không ăn được. Thúi. Bà còn chơi thuộc dạng mà thải từ trên xuống để tét ra. Người rừng á. Người rừng này tao mới thành người gì nữa. Thôi đi vô đi. Rồi vô à, nghỉ luôn đi dẹp ơi. Dẹp đi. Thôi xong đi. Cái mẹ này coi như không xong rồi nhưng mà ngon có ngon thiệt nha mọi người. Nhưng mà nó mặn quá. Thua rồi. Thôi giờ đem chạy về vị trí cũ đi. Quá mặn rồi.